Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình, Mỹ Thanh EZ đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Monster Legend nhé. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì chúng ta hôm nay mình làm clip sớm tại vì chúng ta sẽ có một cuộc đua Team Ray ở đây. Và chúng ta sẽ cái phần thưởng của cuộc đua Team Ray là con gì ta? Nó có này tên là Baroner. Baroner là một con ở vùng sa mạc, nó giống như kiểu bạch tuộc ấy, và nó đang thở một cái bình oxy. Có thể đây là một cái loài ở dưới biển, một cái gọi là người cá, hoặc là chúng ta thì họ khi họ lên ở trên bờ ấy thì họ sẽ phải sử dụng một cái bình oxy để thở ở trên này này, như kiểu đây một con pháp sư ấy, rất là giống. Và chúng ta sẽ đuổi lấy con này. Phần thưởng chúng ta đây thì dĩ nhiên rồi, chỉ cần đạt đến lớp 4 là chúng ta sẽ được một con Growler rồi, một con Epic, con này mình có rồi này. Lớp 8 thì chúng ta sẽ được một con Scarf Wario. Lớp 10 tối thiểu là sẽ được một con The Baroner. Không sao đây. Và nó sẽ phụ thuộc vào từng lớp. 14 sẽ được 1 sao, 18 sẽ được 2 sao và 25 sẽ được 3 sao nha. Một ST sẽ được thêm 50 cục xeo trắng và 40 cục xeo kim loại. Nó sẽ giảm dần. Thứ 4 đến thứ 6 nó sẽ được thêm một con R là con cóc nữa. Đấy. Và cái phần thưởng dành cho những người đứng đầu trong team nó sẽ là 4M, 25 cục xeo của con Scrap Wario, cũng như là cộng thêm 3 cái dương Silver Chest. Đấy. Thì mình đã thông báo với tất cả anh em rồi là ai cũng phải dùng game để skip nhiệm vụ tối thiểu là ít nhất là một lần. Ví dụ đây này, chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ rất là khó hiện tại ở trong này, đó chính là chúng ta sẽ cần phải là breeding 7 con Epic, nhiệm vụ cực kỳ khó và chúng ta cần phải bỏ ra khoảng 150 game để có thể skip. Thì mình sẽ cũng sẽ bỏ ra thôi, mình sẽ đi đánh cái Adventure Map và kiếm đủ 150 game, kiếm đủ thêm khoảng 100 game nữa và skip cái nhiệm vụ Epic này. Và bất kỳ ai không skip thì mình sẽ phải kick ra khỏi team và tuyển thêm thành viên mới nha. Thì hiện tại là team mình đang còn thiếu một người. Anh em nào có đủ lượng game, tối thiểu là 200 game và chăm chỉ làm nhiệm vụ thì có thể là gia nhập team, mình sẽ đồng ý luôn thôi. Ở đây thì chúng ta có rất là nhiều người đang ấy đây, nhưng mà vấn đề là chúng ta sẽ tính sau. Bạn nào muốn tham dự có thể comment ngay xuống phía dưới nhé, số lượng game này, tên này và có thể chăm chỉ làm nhiệm vụ hay không. Được rồi, chúng ta sẽ đi đánh Adventure Map thôi, tập trung đánh Adventure Map và tập trung đánh hầm ngục để ra game, kiếm thêm game nào. Kiếm 100 game thì nó cũng không quá khó đâu. Mình còn rất nhiều cái phần Adventure Map chưa chơi. Nếu một ngày mà ta đi chơi chơi liên tục cái phần Adventure Map thì chắc là sẽ được đủ 100 game thôi. Ok, chúng ta sẽ lấy vàng trước đã nhá. Lấy vàng lấy thức ăn. Có khi mình sẽ cho con MC Blood mình lên cấp 100 chưa? Có nên có cho không nhỉ? Có nên cho không để vào trong cái kia đánh cũng được. MC Blood 800.000 đây, nhưng vấn đề là nó có lên được không ấy. Vấn đề là có lên được không hay không thôi. Nào, chúng ta sẽ lấy vàng trước. Ở đây mình đã nâng cấp xong được hai cái chuồng rồi và mình hoàn toàn có thể cho legend mới vào. Để tối mình sẽ test cho anh em xem legend sau nha. Hôm nay thì mình chưa nghiên cứu cái bộ skill của nó. Để tối để test cho anh em xem. Chúng ta được 144 cái World Coin này. Và cái team shop của chúng ta hiện tại là General Teddy vẫn chưa mua được. Teddy mình sẽ mua bằng được con đấy. Nó giá là 2,5k, mình thiếu khoảng một ít tiền thôi, một ít coin thôi là mình sẽ đủ rồi. Có ai đang chat đây ta? Bro. Chúng ta sẽ free này, free chat, mở cái hòm mà free ra ở trong này, skip đọc thông báo đi em, mình vừa thông báo cho anh em rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục là gọi là trồng cây ở đây, trồng cây để kiếm thêm game, kiếm thêm thức ăn, nhập để kiếm thêm game. Cái con của mình đâu nhỉ? Mình cho lên cấp 100 luôn. Đâu ta? Nó ở khu vực bên nào nhỉ? Mình quên. Đây, MC Blood nó hẳn ở bên luôn này. Và mình sẽ cho nó lên level, dĩ nhiên sẽ là level 100 luôn rồi. Không biết có đủ không? Hy vọng là ta sẽ đủ. Chúng ta sẽ lên cho lên trước đã, level 65 trước đã, xong rồi tính sau. 63, 64 và đây là 65. Đó, đây là 65 của nó. No one
cái chiêu này có cần học không? Multi enemy gây ra một lượng đam cho toàn bộ kẻ địch cũng khá là lớn. Cái này thì nó chỉ gây ra một kẻ địch thôi, và lượng đam nó tốt hơn. Là tốt hơn. Thật ra thì mình không cần cái chiêu đánh lan này lắm này. Đánh lan này tỷ lệ xịt rất là thấp. À gì, tỷ lệ trúng rất là thấp. Tỷ lệ xịt cao lắm anh em ạ. Mình có nên bỏ chiêu này không? No one. Chúng ta đang cần suy nghĩ thêm mình nên có nên bỏ cái chiêu này không nhờ. Thôi hay là mình bỏ đi, lấy cái chiêu mới đi. No one call me bad. Rồi, chúng ta cho lên cấp 70 luôn. Đây sẽ cấp 70 ạ. Orc Cruiser. Wow, Bleeding on Enemy này. Cái này mới ngon này anh em. Đúng rồi, thay chiêu này là chuẩn. Chuẩn bài luôn. Vừa khả năng Bleeding, vừa khả năng đánh lan, rất là tốt. Theo mình nghĩ đây là bộ skill ngon của nó rồi đấy. Bộ skill chuẩn của nó rồi. Mình sẽ cho lên cấp 75. Chiêu này là một enemy thì mình không cần nữa. Tạm ở tạm được với sau với cái skill, bộ skill của anh này. Rồi, chúng ta sẽ bỏ hết mấy cái chiều đi luôn. 82, 83, 84, 85. Chúng ta sẽ cho lên level. Không đủ lên level 100 anh em ạ. Hơi buồn tí ta. Ok. Skip nhiệm vụ 150 game nhé em. Chúng ta sẽ vào trong hầm ngục. Hầm ngục từ từ. Mình sẽ đánh cái lần Adventure Map đi. Adventure Map này sẽ có rất là nhiều game ở trong này. Thức ăn này. Đi được. Nói chung là cái này nó sẽ tặng mình game, nên mình thoải mái chiến đi. Chúng ta sẽ dùng MC Blood đi cũng được. Vào trong team. Không nhất thiết phải dùng cái mấy con kia đâu. Mình sẽ bỏ con ma băng đi. Chúng ta sẽ bỏ ma băng đi em. Và đây mình sẽ cho con MC Blood. Nó hiện tại là cấp 80. 84. Đó, 88 rồi. Chúng ta sẽ đấu luôn trong này. Ok, chúng ta sẽ làm gì đây? Thật ra thì cũng không cần đến MC Blood. Hai con này nó giết cả team này luôn rồi. Stream of Flame lên này. À, chưa giết được. Bleeding trừ 20% đam. Ok, chết một bé này. Phượng Hoàng Lửa. Ôi, nó đốt này gần chết luôn này. Trừ 25% đam. Trừ 25% độ chính xác. Cái này là Old Enemy. Trừ 25% độ chính xác. Và cái chiêu đấy bình thường nó đã khó trúng lắm rồi. Old này. Con này thì gần như là không thể xịt được. Giết con Phượng Hoàng Lửa. Nó né tránh tốt nhờ. Phải nói né tránh rất là tốt luôn đấy. Có né được không em? 13k máu. Phượng Hoàng Lửa. Phượng Hoàng gãy cánh. Được rồi, chúng ta đã xong cái này. Và mình sẽ tắt cái này đi. Mình sẽ quay số và hy vọng sẽ được game trong này. Let's go nào. Chúng ta sẽ vào và bắt đầu là quay số. Đây có game này. Wow, mà nếu mà được game thì quá ngon. Có được game hay không đây? Không được rồi, nó vượt qua cái ô game. Và chỉ cần vào một ô game thôi là chúng ta sẽ được vài chục game luôn đấy. Sao đây toàn là ấy vậy? Ở đây toàn là thức ăn vậy. Cách kiếm game tốt nhất ở trong này là đánh cái này thì nó nhanh nhất. Nhanh được game nhất. Có khi mình sẽ đổi sang đi. Team này nó khỏe quá rồi. Chúng ta sẽ đổi sang cái team gì đây? Đây đây, con này đi. Và thêm một con nó khỏe khỏe một chút nữa. Để đề phòng trường hợp là chết. Chúng ta Imigbo nhỉ. Imigbo level 100 ở đâu nhỉ? Imigbo được vào trong này không nhỉ? Hình như không. Đúng là Imigbo sẽ không được vào trong cái trận này đâu. Chỗ này cũng được. Hầm ngục các kiểu đi. Let's go. Lên nào. Chúng ta sẽ gọi là Old Enemy và có một cái hiệu ứng lên random lên enemy đúng không? Lên toàn bộ cái địch đúng không? Lâu lâu không dùng con này nên không nhớ lắm. Đốt lửa. Thật sự đốt lửa nó không hay lắm nhỉ. Blin và Ward Down. Giảm cái thủ nó xuống. Bọn này kháng Blin hết à?
bó tay nhỉ. Vấn đề con đấy nó sẽ bị sunburn, bọn này bị sunburn các kiểu vào người không chạy đâu được. Wow, 12.000 máu, đam khỏe đấy. Mình sẽ dùng cái bleeding on, không ổn lắm nhờ. Cái này sẽ khả năng uống máu này, uống máu kẻ địch, hồi giờ 6.000, đánh được bao nhiêu hồi bấy nhiêu, khá là dị. Chiêu thứ hai thì chúng ta sẽ active cooldown toàn bộ chiêu thức à, không cần lắm. Totem Blin này, cái này mới là đáng sợ đây. Ơ, con này Totem Blin nó cũng kháng cả. Ok. Con này thì là dùng cái gì nhỉ? Poison đấy, poison cũng được. Poison lên con. Đúng rồi, 9.000 máu. A bit less thì nó sẽ active toàn bộ cái cooldown của hai con này. Vấn đề hai con này có cái cooldown đích đâu? Nó vẫn có chiêu thường mà. Nó vẫn đánh như bình thường luôn. Trừ 100% là chính xác. Không thể trúng được. Chúng ta sẽ có thêm một chiêu nữa để giữ con này trước này. Cào nó và không chảy máu nữa. Khó chịu nhờ. Mình còn chiêu đầu tiên. Blin và War Down. Tiếp tục uống rượu và nhổ vào mặt này. 10 cao. Con này thì mình sẽ dùng cái chiêu chiêu nào đây? Chiêu này thì đánh đam khá thấp. Cái này active cooldown toàn bộ chiêu thức. Khá là yếu với cái team này, khá là yếu. Và cái độ chính xác thì thôi rồi luôn. Hết sạch rồi, hết sạch năng lượng, hết sạch máu luôn. Mình sẽ hồi năng lượng cho con này đi. Mất thời gian quá. Không chết này. Bleeding cho 3 turn. Yếu quá, cái team này mắc yếu luôn. Chúng ta sẽ dùng cái lại có Totem Blin này. Lần sau phải chọn con khác đi. Cái team này mắc yếu luôn. War Down và Blin. Xong ngay. Ơ, lại xịt kìa. May quá có cái bleeding và vẫn giết được. Bleeding từ con MC Blood. Trời ơi. Đến ngay mà chơi cái team yếu thì chúng ta sẽ không được cái sao mà để quay số cơ. Sang trận này xem có game không. Cái máu level 5. Thế mình anh khi đánh boss ấy, đánh boss nó sẽ có game rơi ra cho chúng ta. Có hai way tất cả, mình sẽ bỏ những con này đi. Yếu nhớt rồi. Chúng ta chọn Don Quixote ấy. Trend team này. Bỏ này ra. Bỏ con này ra. Hình như Quixote không được chọn trong này thì phải. Chỉ được chọn Inheritor thôi. Brutogo, Quixote này. Và con voi này. Bộ đôi hoàn hảo, đi cặp với nhau. Đi với nhau thì chỉ có xịn thôi. Không có gì khác. Quá khỏe luôn. Nó kháng, nó búp kháng cho quá tốt rồi. Uống thuốc, cho sẽ uống thuốc độc. Ngăn chặn khả năng hóa điên. Xoa dịu tâm trí. Ấy chà chà, con ngựa kìa. Đánh liên tục và tuyệt kỹ của con. Wow, như vị thần ấy. Đánh đam lan thì phải. Duyên một con kìa. Nó cũng khá là cùi ta. Nó không có quá khỏe như mình nghĩ. Bleeding on, tốt. Thần voi sẽ được long live, hồi máu cho cả team này, khả năng regen. Và không cần đến đâu, mình sẽ một kill, hit, hit 2 kill. Vẫn còn một con sống. Ái cha, nó khỏe nhỉ. Nó khỏe vãi cả trưởng ra. Chúng ta búp evasion trước để đỡ chết. Let's go nào, lên nào, chúng ta sẽ chém nó phát nhỉ. Vampy trick, không ăn thua. Tạo ra cái linh hồn, nó sẽ biến mất, nó thay thành cái linh hồn của Macaron. Và nó sẽ nuốt con này. Chém thôi, mình định dùng cái chiêu cuối để thử phát xem vận may của mình đến đâu. Nhưng vẫn như có vẻ là không may mắn đâu. Tỷ lệ xịt đến 90%, đến 75%. Chúng ta sẽ búp cái skin mirror. Dam mirror hay là mirror dam. Để mirror dam. Con này thì mình sẽ kill con nào đây? Giết được không nhỉ? Đã lâu lắm rồi, người ta không thể giết được bất kỳ một con nào đấy. Từ cái skill đấy. Và nó tốn năng lượng thôi rồi. Một đống hiệu ứng vào người. MC Blood sẽ cào con nào, bất kể con nào. Và sẽ hồi lượng máu, 8.000 máu.
Đánh đam càng cao sẽ càng hồi nhiều máu. Tiếp tục là hồi máu này. Lên. Let's go. Con này sẽ hồi stamina. Đấm thấm quá nhờ. Thật sự đấm thấm quá. Mình chưa thể hồi được cái chiêu kia để búp cái chiêu cần của mình. Chúng ta sẽ dùng chiêu nào đây? Chiêu này đi. Và sẽ hồi 10.000 máu cơ. Đánh thoải mái luôn. Đánh sáng mai cũng chẳng chết được. Tôi sẽ chém chết một con đi á. Rồi ok, let's go. Con chim đại bàng đã chết này. Tiếp theo sẽ là con có đôi cánh gì đây? Nhìn trông cái này khả năng búp này. Thật ra cũng không cần búp đâu. Nó sẽ chết ngay bây giờ mà. Con nào đây? Con này chém thì nó yếu quá. Uống thuốc độc lên cái, chém cho nó đã. Chém đã tay. Thế này hồi máu thôi rồi. Bleeding này, con này nó trâu thế, mãi mà không chết. Siêu trâu bò. Invasion. Skin mirror, phản đam. Phản đam. Nó cũng mất khoảng 6.000 mấy máu luôn. Và mình sẽ kết thúc thôi. Lên, let's go. Ôi xịt kìa. Đùa. Cùi bắp vậy. Con này né tránh cao quá. Có thể là vậy. Blood ring. Hút máu này xịt ngay luôn được. Chịu rồi. Và nó chết bleeding. Cuối cùng là bleeding mới giết được nó nhỉ. Mắc lâu luôn. Rồi ok, chúng ta được 2 sao, giết được thẳng 2 sao rồi. Team này khá là yếu. Lần sau chọn team Inheritor đi. Inheritor nó nhanh hơn rất là nhiều và chắc chắn sẽ được 2 sao. Team này mắc yếu rồi. Chúng ta sẽ được cái Runner Team Strength Level 2. Nhân lên một cái này. Trên này vẫn chưa có game nhỉ. Thôi chúng ta cứ đánh lên con boss đi, kiểu gì nó sẽ ra game cho mà xem. Đây, chúng ta sẽ tấn công. Mình sẽ bỏ team này đi đi, team này yếu quá. Chọn những con khỏe, đánh nó sướng. Inheritor và thêm con Crystal Rain á, đam to. Không lo chết đói. Let's go. Ok, chúng ta sẽ stun nó lại đã. Giữ khống chế đã. Tốt, việc búp cái gì búp các kiểu lên. Chúng ta sẽ có Stream of Flame này. Có thể giết được cả team nó cơ. Wow, con ngựa kia chết luôn kìa. Con trên cũng chết. Và con Phượng Hoàng ở phía dưới cũng sẽ chết. À không, nó không chết à. Không chết thì mình chém nó phát. Đó, 27.000 máu cơ mà. Trụ được thì là quá giỏi. Turn 2 thì Bleeding này. Xong nó sẽ đóng băng ôn này. Kết hợp quá nhuần nhuyễn với cái team này luôn. Xong đóng băng ôn. Đó. Được rồi, chúng ta sẽ cắn cái này phát nữa là xong. 33.280 máu. Dĩ nhiên là 2 sao rồi, còn gần 3 sao cơ. Và hy vọng ta quay số sẽ được là cái game. Mình cần khá nhiều game, 100 game nữa cơ. Kiểu gì mình sẽ cũng sẽ skip một cái nhiệm vụ khó cho anh em là được. Cố gắng lên lắp 10 chứ để được con rồng con master mới. Còn nhân một trận nữa này. Chắc là toàn thức ăn nhỉ. Không có bất kỳ một cái game nào cơ. Hình như đây là một cái môi trường thức ăn thì phải. Chắc là vậy rồi. Theo mình cảm giác đây là một cái hòn đảo thức ăn. Làm gì thì làm. Mình vẫn sẽ stun nó trước. Stun luôn. Đó, block stun. Tốt phết nhờ. Để mình dồn đam vào con này, liệu có chết được không? Chắc là chết được đấy, nếu mà chiều đầu tiên. Strong contact. Lửa. Khả năng điều khiển tâm trí. Vẫn chưa giết được đâu, chúng ta sẽ dùng cái này trước đi. Đó, một phát này. Nguyên tố hỗn độn 21.000 máu, con boss này trâu thế kìa. Kinh đấy. Đó sẽ còn kháng posture các kiểu lên. Chúng ta sẽ bleeding. Bleeding luôn. Mày nhờn 20.000 máu này, 200.000 máu cơ mà. 100% đam.
Chúng ta sẽ dùng cái chiêu này luôn đấy. Một phát cắn là 17.000. Ôi, nó còn nhiều máu quá. Đánh sao bây giờ nhờ? Đánh sao bây giờ nhờ? Đốt lửa đi. Cộng 9.000 máu do cái đồ của chúng ta. Khá tốt. Stamina Lake 14k. Dồn đam nào, trước khi mình chết. Cái này bị đóng băng nhờ. À, mình hút sạch cái stamina của nó thì nó cũng chịu thôi. Đó, coi như mất hẳn một lượt luôn dù không bị khắc hệ. À, điều khiển tâm trí đây. Burning 16.000 máu, còn 58.000 máu nữa. Đánh những mùa quýt sang mai. Time Breaker kích hoạt tất cả chiêu thức cần dùng chiêu của nó. Xong ngay, cuối cùng ta đã hạ xong được cái con này. Thật sự rất là khỏe. Đấy, ta được 9 game này anh em. Lên nhanh thôi. Cứ cầy cái này kiểu gì nó sẽ được 100 game ngay giờ đây. Và mình sẽ skip luôn nhiệm vụ cho anh em. Chứ bây giờ đứng đợi đây thì cũng thế thôi. Còn lâu mới đủ. 100 chỉ làm, còn khoảng 5 phút nữa ta sẽ chơi thêm được một trận nữa này. Đánh boss kiểu gì cũng sẽ có. Mình có 61 game rồi. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục ở đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Monster Legend. Bye bye.